Rồi, chào tất cả quý anh em nha. Thì hôm nay có cái áo mới anh em cho nên cho Đạt lên sóng xíu. Thì hôm nay mình có một cái dàn đồ của Super. Đây, ngồi xuống đây. Có một cái dàn đồ của Super đời 99 nha anh em nha. Thì mình nhờ một bên kia họ rã cho mình, tại vì thật sự Đạt nay gần cuối năm mà Đạt rất là nhiều hàng, không có thời gian để mà rã, cũng như là không có thời gian để mà quay chi tiết cho anh em. Thì mình rã xong mình về mình sẽ lên clip chi tiết cho anh em. Thì nó có một số cái đồ đây nè, thì mình sẽ khui ra và mình quay cho anh em luôn, tại khi lúc mình khui luôn cho mình cũng chưa vệ sinh gì luôn. Thì cái này là đồ trên xe đã ra, mình chưa có vệ sinh gì nha, thì mình sẽ quay cho anh em coi kỹ. Đó, anh em thấy cái này có cái áo đẹp không? Ok không? Đó, áo đẹp không? Đẹp luôn anh em. Rồi thì hôm nay sẽ quay cho anh em ha. Thì con này nó đang là một cái con Super đời 99. Rồi, quay xuống cái thùng cho anh em coi. Rồi, cái này là cái dàn áo nha. Nó còn mấy cục bên này nữa nè. Nó còn mấy cục sườn máy rồi dàn chân á. Nhưng mà cái thùng này là thùng dàn áo thì mình chắc mình quay trước cái thùng này đi ha. Rồi mấy cái thùng kia thì chắc là mai mình vệ sinh xong rồi mình sẽ quay cho anh em. Thì cái con xe này cũng thuộc dạng một con xe gọi là khá đẹp anh em. Không dám gọi là VIP nhưng mà là khá đẹp ha. Đồ về anh em xài ok. Mình cũng là báo giá nhẹ nhàng cho anh em về cái con này thôi, chứ cũng không báo giá cao nha, báo giá vui vẻ thôi. Vì bữa giờ thì mình thấy mình bán giá vui vẻ thì anh em vui vẻ thiệt, mà Đạt thì không vui mấy. Tại vì bán chiếc xe xong lời có tầm triệu bạc à, nguyên chiếc luôn á, mà lời nó có triệu à, hơi ít. Tại vì anh em biết một chiếc xe mình mua mười mấy triệu đó, mà lâu khi lời có tầm triệu hơn là hơi ít nha anh em nha. Rồi. Ai, chà dè dánh keo à. Ghê ta. À, đầu tiên khui cái gì thấy nó dán keo này, thấy dán keo không? À, nó dán keo không? Đó. Dán keo nha, này dán keo nè. Đây. Đây, nó dán keo này. Ni lông này. Được quá nhờ. Mới cái gì cho thấy dán keo này, có gì zin không? Tưởng đâu gì zin nha, tưởng gì không zin mà dán keo là cũng hơi kỳ. À, bát còn nguyên luôn nè. Này là mình chưa có đánh bát, mình chưa có vệ sinh gì nha. Nè, nó bụi bặm nó bám tùm lum nè, anh em thấy không? Mẹ dè đẹp nha, ok đó, cái dè đầu tiên thấy ngon rồi đó. Gì đây? In 201. Wow, in im thái 201 luôn nha anh em nha. In im thái 201 nha anh em. Bát zin nè. In này thì bấm lại rồi anh em ơi. In này bấm lại nhưng mà mút zin ra zin đẹp quá. Ủa cái bát in đẹp ghê không? Wow, cái bát in nè. Trời ơi. Ghê trời. À, ốc nè. Cơ nào? Ốc tán rồi ghê ha. Yên đẹp nha, yên này yên rim Thái rồi đó. Yên Super đời 2001 đó, nó giống y chang yên rim Thái luôn. Ủa, sao lại 201 ta? Ủa coi coi. Không, con này nó là 99 2000 chứ không phải 201 đâu, mà không sẽ yên nó yên 201 ta. Coi coi. Nhưng mà yên nó yên rim Thái nha anh em. Yên gì đó. Coi cái da nó đẹp không? Trời, da đẹp lắm. Ngon lành cành đào đẹp. Rồi, mình sẽ cắt cái cốp ra cho anh em coi. Coi cốp đẹp không nha. Cái cốp này nó rất là quan trọng anh em. Cốp mà đẹp á thì dàn áo giá rất là cao. Cốp và cặp nẹp sườn đẹp, với lại cái bờ cổ trên dưới mà đẹp là giá rất là cao ha. Mình coi coi là nó đẹp như thế nào. Wow, dán keo luôn nội ơi, thơm rồi. Kèo thơm anh em ơi. Kèo thơm, áo đẹp, tem đẹp không? Tem đẹp dán keo nè ha. Rồi vô mảnh rồi, vô mảnh rồi. Cái này để mình coi là mình nên lột keo rồi mình quay bán cho anh em, hay là mình để luôn keo này cho anh em về anh em tự lột. Tại vì keo đẹp lắm, áo kè tem không có chảy miếng luôn nè. Không, tem chờ không chảy miếng mà màu tươi không? Màu đẹp ha. Rồi ok. Nè trong này áo 2000 nè. Số tay 99 2000 nè. Đó, đá thấy không? Rồi, ok. Tiếp theo là cái đuôi. Đuôi cốp, quay đuôi cốp cho anh em luôn. Con này thì có thể là mai mình sẽ lên hết nguyên dàn cho anh em nha. Tại vì nay mình cũng hơi mệt đó anh em ơi. Mình làm phải vừa làm hang đá nữa, rồi mình còn làm hàng này kia cho anh em nữa, cho nên là không có thời gian nhiều để mà quay với lại đi vệ sinh cho anh em. Thì mai mình sẽ cho anh em nhân viên trong tiệm vệ sinh dàn áo này
rồi các cái món đồ mình đăng lên, kể cả cung máy luôn, thì mình sẽ rã máy luôn và mình quay cho anh em luôn để cho anh em chúng ta tham khảo hết một lượt luôn cũng được nha. Áo sao kỳ ta, nó bị áo về tình trạng là nó bị bể cái bát sau rồi anh em ơi. Một có một đuôi à, sao trước đẹp mà sao sau kỳ ta. Cái đuôi này thì nó bị ngay đây rồi, bể ngay đây rồi. Nó làm móc, làm hành móc treo bằng kẽm rồi anh em ơi. Tem thì treo sau này cũng bị chảy này. Em mình nghĩ là cái xe này chắc là do một lần chở hàng này người ta cột không kỹ là cho nên bị chảy đây nè. Bên này cũng vậy nè, chảy hai bên này. À, nhưng mà đuôi zin nha, đuôi zin theo xe nha. Cái chắn bùn zin theo xe đâu nè, đều chắn bùn thì chưa bị gì. Đuôi thì đuôi bể mất miếng rồi, đuôi bị bể mất miếng rồi nha anh em nha. Mình cứ quay kỹ cho anh em ha, mình cứ quay kỹ thôi chứ mình không có quay dối nha anh em nha, quay kỹ cho anh em chứ mình không có quay mà gọi là mình quay không kỹ nha, mình cứ quay kỹ cho anh em rồi đó. Anh em nào thích thì anh em mua thôi chứ mình không quay dối nha, nghĩa là mình không có quay thiếu món này món kia, mình quay đủ hết cho anh em luôn. Rồi cái này là cặp nẹp sườn nha anh em, nẹp sườn. Rồi để mở nẹp sườn cho anh em coi. Nẹp sườn bị một bên đẹp một bên xấu rồi anh em ơi, nhưng mà chân nó thì còn nguyên nha, chân nó là còn nguyên, nẹp sườn theo xe nhưng mà tem thì bên đẹp bên xấu rồi. Tiếc ha, nhưng mà nói chung còn nguyên là được. Sao tem super thì nó cũng rẻ anh em, không mắc mấy. Về mình chịu khó mình lấy tem lại thôi. Có một cái bẩn ai chà. Wow, một cái bẩn 99 luôn nha anh em, bể mẻ rồi, bể mất miếng rồi anh em ơi, hơi tiếc ha. Một cái bẩn 99 luôn nha, bẩn kèm lưỡi trâu 99 luôn nè, tiếc quá. Cái bẩn này bị bể rồi, bể ở đây, bể đây, thứ hai nó bị nứt đây rồi, bên này nó bị nặng hơn đó nè. Đâu rồi, không, bị đây nữa, bị đây miếng nữa nè. Đó, đây miếng nè. Với lại thì bên này miếng nữa. Đây. Này thì người ta hàn lại rồi. Lưỡi trâu luôn, má bẩn đẹp đó nha anh em, bẩn 99 luôn á. Tính ra bẩn này là nó giống y bẩn Dream Thái rồi, nó khác mỗi nó không có đục lỗ ba cái thôi, chứ bẩn đời 99 này nó y thì Dream Thái luôn, cái chất bẩn là y chang. Cũng khác gì. Hơi tiếc ha, thôi kệ nó, hơi buồn. Nó mà vậy thì mình sẽ bán rẻ cho anh em thôi. Con nào cũng vậy, có rẻ là do là nó bị lỗi này lỗi kia, hoặc là con xe đó mình lời nhiều rồi, sẽ bán rẻ cho anh em. Cho nên là anh em cứ yên tâm, con này là đồ sẽ rẻ nha. Con này thì hôm nay mình chỉ khui áo cho anh em coi thôi, chứ mình cũng không báo giá. Ngày mai thì mình rửa xong, vệ sinh xong, cộng với lại những cái đồ khác thì mình sẽ cân đối giá làm sao để coi cái xe nó có lời hay không, thì mình sẽ báo giá cho anh em để cố gắng rút cái giá thấp xuống nhất có thể cho anh em chúng ta mua cho nó dễ mua. Bây giờ vô Đàn Áo báo cao quá, bây giờ anh em mua không mua là cũng khổ, mà mình báo thấp quá thì đôi khi một số cái món khác nó còn xấu hơn nữa thì cũng tội nghiệp cho mình. Cho nên là nói chung là không nên báo giá gấp ha. Tai đẹp nha anh em nha, tai không có gãy nha, tai zin. Cho nên là mình làm ăn kinh doanh anh em là mình phải cứ từ từ, không nên mà gấp gáp. Rồi ok, hai cái tai zin hết nha, tai zin hết nè, không có gãy nè, ok rồi, vậy là được rồi đó, ngon lành. Đây. Áo thì được cái là chủ xe họ kỹ, họ dán keo, nhưng mà chắc là do họ chỉ có dán keo kỹ thôi chứ họ xài cũng không kỹ mấy. Ồ, cái thùng xăng nó bị chảy xăng. Đây thùng xăng nha anh em nha, xăng này cũng còn căng lắm. Ồ sao nắp xăng nó kỹ à, đúng rồi. Rồi đây ha, thùng xăng mai mình vệ sinh không mình quay cho anh em. Rồi
Thì nói chung con này thì mình cũng sẽ đồ mình sẽ cũng đẩy rẻ cho anh em, không có bán nó mắc nha. Đồ là bán rẻ cho anh em để cho anh em có sử dụng, không bán mắc, rẻ rẻ thôi anh em xài nó ngon. Được cái con này là cặp một bên cốp rất là đẹp rồi, còn bên này đây mở bên này nó không biết nó đẹp hay không, chưa biết. Ui xăng không, sẽ mở ra cho anh em coi luôn. Wow đẹp rồi, thơm lừng lừng, nhánh keo bít bùng luôn nè. Đây nhánh keo này anh em nè, nhánh keo nè đó, cốp đẹp nha anh em nha. Rồi ok, cốp đẹp không có gãy nha anh em, cốp này là không có gãy gì hết nè. Đây cốp này không gãy này, chân không gãy luôn. Về là lượm lúa ha, đẹp ha. Giá 2000 nha anh em nha. Rồi mặt nạ, mặt nạ super đời 99, con này thì thật ra nó là đời 2000 nha anh em, nhưng mà đời 2000 với đời 99 là nó là một đời, cho nên mình hay gọi là đời 99. Với con này thật ra nó đúng đát của nó là 2000 nha, nhưng mà tại vì 99 với 2000 nó y chang nhau không khác gì đó, nó cùng tem hầu y hệt, không nó là một đó anh em, cho nên mình hay gọi là 99. Đây mặt nạ rất đẹp, con này đánh bát này đẹp lắm nha anh em, tại nó dán keo hết rồi, bít bùng rồi. Con này mà ai chịu khó về tháo keo ra lên xe là cực kỳ đẹp luôn. Có tiếc cái đuôi nó hơi bị gãy tí thôi, có còn gì không ta. Cặp mắt mèo thì nó làm chắc nằm trong bộ ốc rồi. Đuôi cốp nhè đủ hết rồi đó anh em, là đủ hết rồi đó. Hết già não rồi. Này là hộp xích à, hộp xích không biết đẹp không đây, để mình coi thử coi. Xích còn đẹp lắm anh em ơi, xích 99 luôn. Hộp xích này nó dày lắm nha, anh em nào chơi super là anh em biết hộp xích 99 nó dày quái cả trưởng luôn, chứ nó không có mỏng như là những cái hộp xích super sau này đâu nha. Hộp xích 99 là nó dày dữ lắm, đã lắm. Đây hộp xích này dơ nha, phải rửa nha. Đó ok ha. Rồi đây là hộp xích 99, chưa mục nha anh em, chưa mục lụng gì hết nha. Hộp xích đang xài bình thường luôn, chưa mục lụng chưa đứt gì hết nha. Bốn ốc còn ok nè, bốn lỗ ốc còn ok nè. Rồi chung là hộp xích mấy cái đời đó là ngon lắm anh em. Wow một cái bô ốc đít nhỏ. Ủa rồi xong mày luôn, bô này bị mục anh em ơi, bô super này nhưng mà nó bị mục rồi nha, bô mục rồi, bô mục mất lỗ rồi. Này về anh em hàn xài nha, cây này chắc bán rẻ thôi cho nó xong. Cổ zin nha anh em, cổ thì là cổ zin nhưng mà có bố không được đẹp à, trung bình nè, super 99 trung bình nè. Rồi cho mình sẽ soạn ra mình quay cho anh em nó có sao quay vậy cho anh em. À quên còn cái đầu hèn chi nữa, giờ thiếu thiếu cái gì ông nội ơi. À dạ rồi super đó, thôi bợ cổ coi. Bợ này còn nguyên nha anh em, chưa gãy bể gì hết. Xi nhan zin nha, xi nhan zin ok đó. Wow con này tay thắng CB luôn, ghê không. Đời 99 anh em, tay thắng nó CB này hơi khó nhìn ha, chắc là gì không được đâu. Tay thắng nói chung là tay thắng CB nha. Khó thấy lắm, nói chung là tay thắng CB, nằm tút trong đấy. Đồng hồ còn tươi lắm nha. Rồi tính đồng hồ bán rẻ luôn. Đầu đẹp nha anh em, áo là nó sẽ đầy đủ kiềng đèn luôn nha, cùng HLP đây, cùng HLP rim thái nha. Đó ok ha. Rồi đi dạ, trời ơi nó kèm theo dây điện luôn em ơi, dây điện nó dính theo luôn. Rồi còn một số món nữa nhưng mà chắc là sẽ để lúc khác anh em ơi, mai mình sẽ quay tổng hợp cho anh em đi, giờ nó khá là bừa bộn rồi. Thì anh em nào chúng ta muốn mua cái gì thì liên hệ với Đạt nha, thì sẽ báo giá cho anh em trong clip này cũng được. Anh em muốn mua nó nào trong clip này thì anh em mua thì nhắn tin cho Đạt là sẽ báo giá cho. Nói chung là xe này thì
nó đẹp nhưng mà ở cái mức là vừa phải chứ không phải là quá đẹp, nhưng mà là ok. Thì anh em đang có nhu cầu mua thì cứ nhắn qua cho Đạt số điện thoại 0915 434 973. Còn ngày mai á thì mình sẽ lên cho anh em chi tiết các cái món đồ, tại vì thực sự hôm nay bận quá không có thời gian thì nhá cho anh em chút xíu, chứ thực ra muốn nhá cho anh em để bán được vài món. Thì ngày mai mình lên nữa thì nó chậm mất một ngày, để mình còn rất là nhiều xe phải làm, rất là nhiều hàng phải đóng nữa. Cho nên là nếu anh em chúng ta cần món nào thì em cứ nhắn qua đi, bao anh em giá rẻ luôn nha. Rồi, cảm ơn quý anh em rất là nhiều, chào quý anh em nha.